Hồng Đăng có tên đầy đủ là Lê Hồng Đăng, sinh năm 1984 và hoạt động trong lĩnh vực diễn xuất. Hồng Đăng tốt nghiệp trường Cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội và lớp đào tạo diễn viên truyền hình Việt Nam. Hiện tại, anh là diễn viên của nhà hát kịch Hà Nội và trung tâm sản xuất phim truyền hình Việt Nam thuộc Đài truyền hình Việt Nam. Năm 2011, Hồng Đăng kết hợp với diễn viên Hồng Diễm trong phim Cầu Vồng Tình Yêu và nhận được sự chú ý của công chúng. Đến năm 2016, nam diễn viên đã gặt hái được thành công với vai Huy trong phim Zippo, Mù Tạt và Em. Vai diễn này cũng mang về cho Hồng Đăng giải thưởng nam diễn viên ấn tượng tại VTV Awards 2016 và giải thưởng nam diễn viên chính xuất sắc phim truyền hình tại giải Cánh Diều Vàng 2016. Đến năm 2018, tên tuổi của Hồng Đăng tiếp tục tỏa sáng và được khán giả quan tâm nhiều hơn khi anh đảm nhiệm vai Lê Thành, con trai của ông trùm thế giới ngầm trong phim Người Phán Xử. Bên cạnh đó, anh còn giành được giải thưởng nam diễn viên ấn tượng tại VTV Awards 2018 với vai diễn Phong trong phim Cả Một Đời Ân Oán. Mặt khác, nam diễn viên cũng được khán giả nhớ đến thông qua các nhân vật trong những bộ phim truyền hình nổi tiếng khác như Hoa Hồng Bên Ngược Trái, Hướng Dương Ngược Nắng, Thương Ngày Nắng Về,